Hãng tin Nga RBC hôm 3 tháng 10 đưa tin chỉ huy quân khu miền Tây của Nga đã mất chức. Theo thông tin chưa được xác nhận này, Thượng tướng Alexander Zurabliov sẽ bị thay bằng Trung tướng Roman Betnikov. Nếu đúng như vậy, đây có lẽ là hậu quả của những bước lùi gần đây của lực lượng Nga trên các mặt trận Ukraine. Quân khu miền Tây là một trong năm quân khu của lực lượng vũ trang Nga. Sự ra đi của tướng Zurabliov theo sau những bước lùi nghiêm trọng của Moscow ở đông bắc Ukraine và Lyman trong thời gian gần đây. Tuần trước, Bộ Quốc phòng cho biết Thứ trưởng phụ trách hậu cần, tướng Dmitry Bulgakov đã bị thay thế. Vào tháng 8, hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin, chỉ huy hạm đội Biển Đen đã bị cách chức sau khi tàu chiến bị đánh chìm và 8 chiến đấu cơ bị phá hủy trong một vụ tấn công vào căn cứ của Nga ở Crimea. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.